Xin chào các bạn, trong video này tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách kiếm tiền rất là thông minh. Cụ thể là bán áo thun cho 320 triệu khách hàng Mỹ và online, tức là trên các nền tảng thương mại điện tử trên thế giới. Cụ thể là trên Etsy, các bạn làm một cái website chuyên bán về áo thun cũng như là các đồ handmade, đồ độc lạ các bạn, rất là cá tính ở nước Mỹ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào Google nhé các bạn, và bạn đánh cái từ khóa là SC, tức là ETSVY.com như màn hình, rồi bạn enter một cái đây. Và cái người seller này là một trong người seller cực kỳ thông minh, bán những cái áo thun bằng những cái câu chữ rất là đơn giản, hoàn toàn không có hình ảnh các bạn, mà đã kiếm được với số tiền là lên tới có thể là từ hơn 2 triệu đô la các bạn. Rất là đơn giản, cực kỳ đơn giản. Và bán áo thun thì cái nội dung trên áo thun thì có hai loại. Một là nội dung bán quanh năm suốt tháng, ví dụ như các bạn in những câu chữ hoặc là những cái hình 12 con giáp, hoặc là hình của y tá, hoặc là lính cứu hỏa. Đó là những cái hình mà người Mỹ làm y tá, hành nghề y tá hoặc là lính cứu hỏa rất là thích mua. Cũng như là bạn in 12 con giáp thì người Mỹ rất là thích được tặng quà nhân dịp sinh nhật, mặc dù quà có tính cách tượng trưng, ví dụ như tặng một cái áo thun. Bạn biết bạn của bạn sinh mệnh tháng nào trong năm thì bạn mua đúng cái con giáp đó bạn tặng. Thì 12 con giáp, bạn tạo ra áo thun có hình 12 con giáp mà ấn tượng và độc đáo thì người Mỹ họ sẽ mua nhé các bạn. Và cái nội dung thứ hai được thể hiện trên áo thun đó là những cái câu chữ hoặc là hình ảnh graphic, hình ảnh đồ họa dạng digital mà mình bán theo trend, tức là theo events, tức là theo dòng sự kiện. Và trong nước Mỹ 12 tháng đó thì có 2 tháng các bạn, 2 tháng này thì có 2 cái sự kiện cực kỳ thích hợp cho việc bán áo thun, đó là những gì mà liên quan tới lá cờ Mỹ bạn, chứ không phải là Giáng sinh, cũng không phải là Valentine hoặc là ngày lễ cha lễ mẹ, mà những gì liên quan tới lá cờ Mỹ các bạn. Đó thì nếu bạn design được những cái slogan, những cái câu chữ không cần đồ họa các bạn, như là cái seller này design chạm tới trái tim của 320 triệu khách hàng Mỹ, họ click và mua. Và như bạn biết, bán một cái áo thun theo cái kiểu POD này đó là bạn chỉ cần design ra cái mẫu áo, hoặc là nhờ các sinh viên đồ họa hoặc là freelancer trên fiverr.com design, bạn tốn 70.000 đồng Việt Nam là bạn có một cái mẫu, bạn hãy bán cho vô số khách hàng Mỹ và trên vô số nền tảng, không những trên Etsy. Và cụ thể ha, thì trong 12 tháng của lịch đó, thì tháng 5 và tháng 7 thì có 2 ngày lễ liên quan tới lá cờ Mỹ. Đó là ngày nào các bạn? Đó là vào tháng 5 và tháng 7. Tháng 5 thì có ngày chiến sĩ trận vong, còn tháng 7 thì có ngày lễ độc lập July 4, ngày 4 tháng 7. Thì mình sẽ đánh cái từ khóa đây bạn, là ngày lễ độc lập ha. Là mình sẽ đánh là Independence Day, là July 4, tức là July nè ha. July 4, rồi T-shirt, cái món hàng bạn cần tìm như đây là T-shirt xứng áo thun. Đó, thì đánh cái từ khóa này các bạn thấy đây nè, là 47.265 kết quả hiện thị. Đó, bạn thấy trên màn hình cái con chuột đang chỉ tới là 47.265 kết quả, và đây là những áo thun đó, có những áo thun có chữ, có áo thun vừa có chữ vừa có đồ họa. Và cái người seller tôi muốn đề cập là người bán áo thun chỉ có 3 cái ký tự là USA các bạn. Đó, mình click vào đây đó bạn thấy không, giá là 24 đồng 99, là 25 đô, và có 20 cái áo thun nó nằm trong giỏ hàng và chuẩn bị check out ra để thanh toán, và sale này end trong vòng 26 giờ. Cái giá gốc của cái áo này là 41 đô 65, các bạn thấy không, gần 24 đô chấm 99, có 41 đô 65, thì người seller này giảm giá 40% thì còn lại là 24 đô 99, và cái sale cái giá ưu đãi này sẽ chấm dứt trong vòng 26 tiếng các bạn. Và các bạn nhìn vào tiếp là cái cửa hàng là Kennedy nè bạn, Claire nè, Gojo nè ha. Thì các bạn thấy là đây là người seller này tính thời điểm hiện tại là bán được 208 200 ngàn
cộng với 8.261 sale cái áo các loại mà cái mẫu đơn giản như kiểu này và được 5 sao trên 5 sao, và giá một áo bạn thấy là 24.99 là 25 đô, lời ít nhất là 50%, tức là lời cho là 12 đô đi các bạn, 12 đô 50 xu, 12 đô mà các bạn nhân 208.261 thì nó ra con số là bao nhiêu các bạn? Đấy, bỏ số lẻ cho lời 10 đô đi, trừ tất cả chi phí 10 đô mà các bạn nhân với 208.261 thì nó ra là hơn 2 triệu đô la tiền lời mà bán những cái áo mà chỉ có 3 triệu USA này các bạn. Ví dụ mình chọn vào cái size mình mặc là L đi, rồi xong cái tiếp đây bạn click vào cái màu R ha, là áo thường hơi ngắn như hình đó. Ok, còn nếu các bạn click vào cái sweater là áo mà dài tay thì nó ra 34 đô. Rồi giờ mình coi mùa hè mình đọc mặc cái áo màu xám t-shirt như thế này thôi các bạn. Và cái áo này được treo trên một cái gọi là cái mock-up quần jean để cho khách hàng nhìn vào hình dung nó sẽ như thế nào khi mà mình mask nó với lại cái quần jean, đúng không ạ? Đó, thì mình phân tích mình thấy là với những cái mẫu mã đơn giản kiểu này tính thời điểm hiện tại là cái tiền lời là trên 2 triệu đô, kinh hồn không? Và mình click xuống phía dưới này để mình xem các thông tin khác các bạn. Và đây các bạn thấy không, đây là list, tức là được list vào ngày 3 tháng 5, và hôm nay là ngày mấy các bạn? Hôm nay là ngày 4 tháng 5, mỗi list có một ngày và được 372 cái favorites, là người ta thả tim là 372 người Mỹ đã vào thả tim mới list có một ngày các bạn, kinh hồn không? Đó, thì để design 3 cái chữ ký tự USA và 3 cái màu, tại sao mà màu đỏ trắng và xanh dương đậm là màu cờ của nước Mỹ các bạn? Màu cờ nước Mỹ có 3 cái màu này, và cái điểm đặc biệt ở thùng này là cái viền chữ nhũ vàng các bạn, viền chữ nhũ vàng, đúng không? Tức là sau khi mà mình click vào cái bar X Now này, mình sẽ check out rồi mình thanh toán đó các bạn. Thanh toán thì sao? Thì cái order áo thun size large là lớn, unisex là mặc cho cả nam lẫn nữ, rất là đơn giản, người Mỹ đơn giản lắm, nam nữ mặc chung áo thun. Và màu xám này á, thì cái order đó dù một cái cũng được là cái người này, người seller này nhận cái đơn đó và chuyển qua một cái nhà in, và nhà in đó in rẹt một cái trong vòng một ngày là ra sản phẩm các bạn. Nếu bạn kéo đây bạn thấy nè, đó là ship in one business day, tức là chỉ cần một ngày thôi là người ta sản xuất ra một cái áo kích thước á, là lớn màu xám ha, và sẽ in ra, và sau đó UPS hoặc là USPS là hai cái công ty vận chuyển hàng đầu nước Mỹ sẽ vận chuyển cái áo thun này đóng gói ship tới nhà bạn trong vòng 48, tức là từ 2 mà tới 5 ngày làm việc sẽ tới nhà bạn. Tức là bán cho khách hàng Mỹ, tức là cái người mua phải là người bên Mỹ, phải nằm, cái địa chỉ phải nằm trong một trong 48 tiểu bang Mỹ, thì ship từ 2 tới 5 ngày tới. In chất lượng của Mỹ USA và material là vải Mỹ, chất lượng in Mỹ không lỗi, và vận chuyển bằng cái hãng vận chuyển nổi tiếng của Mỹ là UPS trên toàn thế giới, hoặc là USPS là bưu điện Mỹ, và thanh toán qua thẻ tín dụng. Thì đây là cái nền tảng SC của Mỹ nên cái độ bảo mật rất là cao, nơi người Mỹ mới dám đúc thẻ tín dụng vô mà để thanh toán Visa, Master, Amex hoặc Diner Club các bạn. Các bạn thấy không? Bán rất là đơn giản, và mình ngồi ở Việt Nam mình hoàn toàn có thể bán được, tức là bán theo dạng POD, tức là print on demand, là print là chỉ in áo khi mà có demand, là có order, khách hàng click vào chọn cái mẫu này, chọn size và chọn màu. Đó, có order rồi mới, và khách hàng thanh toán xong thì nhà in mới in, và UPS mới vận chuyển tới nhà khách hàng Mỹ trong vòng từ 2 tới 5 ngày. Chứ cái kiểu truyền thống là mình mua một đống áo thun đủ là kích cỡ từ S, small, medium á, tên lớn, rồi 2X lạc, rồi 3X lạc, mình đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, chàm, tím, mình bỏ vào kho, khi khách hàng mua mình mới móc ra và mình ship, tốn một đống tiền. Còn cái này là mình chỉ tốn tiền design cái mẫu áo thun này là 3 triệu USA thôi các bạn, hoàn toàn với những cái công cụ ngày nay, và thậm chí là mình sử dụng trí thông minh nhân tạo, mình đánh cái từ khóa là vui lòng design cho tôi cái mẫu áo thun bán trong ngày 4 tháng 7 ngày Quốc khánh nước Mỹ, thì trí AI, trí thông minh nhân tạo sẽ design ra cho mình, gợi ý cho mình những cái câu chữ gì,
đúng không ạ? Và mình sẽ lựa chọn một cái câu chữ nào thích hợp và mình cảm thấy phù hợp nhất và hay nhất, thì mình đưa lên cái mẫu áo, cái form áo, cái nền áo đã có sẵn. Mình chỉ cần đưa cái design là ba chữ USA hoặc là cờ Mỹ lên cái nền đó. Và cái chính là mình chọn được cái ba cái chữ USA này các bạn, hoặc là những cái dòng chữ khác ngắn gọn đơn giản mà chạm tới trái tim của 320 triệu người Mỹ trong dịp ngày 4 tháng 7 ngày độc lập nước Mỹ. Thì Mỹ trước đây là thuộc địa của Anh các bạn. Đó, đây cái ngày lễ độc lập của nước Mỹ đây các bạn thấy đây. July 4 đây, các bạn thấy đây. Đó, thì những người bán áo thun chuyên nghiệp thì phải nắm trong tay thuộc lòng cái những cái sự kiện đó. Bạn thấy đi Independence Day đây các bạn thấy không? Đó, đây. Đó, ngày 4 tháng 7, ngày độc lập nước Mỹ. Đó, và ngày 4 tháng 7 là ngày gì? Đó, thì tiếp theo đây, đó là ngày độc lập nước Mỹ các bạn thấy không? Đó. Đó, những cái ngày sự kiện quan trọng trong nước Mỹ các bạn. Đó, và trong những video kế tiếp mình sẽ phân tích giải mã những cái seller super smart cực kỳ thông minh bán áo thun dạng POD chỉ khi in ra từng cái áo một. Khi có order và khách hàng đã thanh toán tất tần tật thì mới cho cái áo đó được in và ship tới nhà khách hàng trong vòng 48 tiếng bằng Hoa Kỳ trên nền tảng là SC hoặc trên những cái nền tảng khác là Amazon, eBay, Wallet, hoặc là T-Public hoặc là T-Spring. Cảm ơn các bạn theo dõi video này và xin hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.